Đã lâu lắm rồi ta chưa có một clip nào phá đảo Granny mà thiên về thử thách nhỉ? Phải hôm trước mình thấy Demro mới có clip phá đảo Granny 2 mà chỉ ngồi, thấy cũng khá hay đấy. Nên là mình cũng muốn đú theo thử xem là cái nó như nào. Thế bây giờ ta vào video thôi nhé. Thì như mọi người đã biết thì gần đây vào tháng 9 Granny đã cập nhật lên phiên bản 1.2 đối với Android. Và nó đã tăng tốc độ ngồi của người chơi lên một chút. Điều này đã khiến cho cái bảy layer trở nên cơ động hơn một chút, đỡ khuyết tật. Thế là việc mà Lata làm thử thách ngồi là điều đương nhiên rồi. Giờ tốc độ nhân lên khoảng 2 lần. Và phiên bản này mình thấy nó khá là điếm khi mà giờ đây ta không thể nào đứng được như trước nữa mọi người. Mình nếu như mình đứng đây là mình sẽ bị nhiều khi bị ăn đập mọi người. Lên đây thì mình sẽ chọn kiểu xếp đồ thứ hai. Kiểu xếp đồ này thì nó sẽ dễ dàng cho mình nhất, là thoát bằng thuyền đó. Bình xăng ở đây. Kiểu xếp đồ này cũng chính là kiểu xếp đồ mình đã làm một lần trong video Granny không dùng súng rồi. Bạn nào muốn bạn là chưa xem thì có thể xem nhé. Bà Granny bá lên đây này, mình sẽ dụ bà xuống đây. Bây giờ ta sẽ ưu tiên lấy hai cái đồ vật ở trước. Rồi. Ông này đâu mở cửa camera. Mình đeo tai nghe là mình biết. Sự có tai nghe xịn vậy. Chơi Granny 2 tất nhiên mọi người nên đeo tai nghe nhé. Để ta sự thuận lợi nhất cho mình nghe được tiếng bước chân và nghe được mấy cái tiếng âm thanh nhỏ. Và mình sẽ vẫn dùng súng như bình thường chứ không chơi không dùng đâu mọi người, chứ không dùng khó chơi lắm. Giờ mọi người bắt mình không dùng súng thì thôi chịu. Việc mà cứ đi ngồi này thì cũng đơn giản thôi, không gì đâu. Hai ông bà không có tuổi mình đâu. Rồi bà sẽ ra lấy súng. Rồi Granny 2 vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ, vẫn chưa có động tĩnh để cập nhật, khá là buồn. Từ năm 2023 giờ rồi Granny. Ui to giờ mình để ám sát tôi hả? Rất tiếc. Không chuyện đó đâu. Còn mụ Granny chết tiệt. Mình sẽ xuống đây để du hai ông bà mất công lên. Mình nghĩ là ông ngoại hồi sinh rồi. Bây giờ mình lên là mình sẽ bị gặp ông ấy nhỉ. Nói về cái chuyện vừa nãy thì tiếc là Granny trong 2023 này chưa có update gì mới nhỉ, chưa có gì hot, khá là buồn. Mà 2023 này Granny sẽ có cái pha compact gì đó hot lọt. Ủa ông đâu? Chết rồi, bà không xuống rồi. Rồi. Chết đi. Mình phải bắn hai ông bà một lần nữa rồi chứ còn. Bởi vì mọi người biết là sao mình không dám lên không? Bởi vì bây giờ tốc độ ngồi của mình nên là rất chậm. Việc mà mình lên giờ mình sẽ gặp thì hai ông bà cũng ngồi sinh mất rồi. Thời gian đi rất là lâu. Nên là lên khả năng cao mình sẽ bị đụng mặt với hai ông bà ấy, nên khá là phiền phức. Ta cứ an toàn trên hết thôi. Hay rồi. Lên luôn. Không lên mẹ. Tối tự nhiên ông già lần này điếm thật ý. Định ám sát mình tận 2 lần rồi. Ma nguy hiểm thực sự. Ngon. Tự nhiên này mở luôn đấy. Ý đỡ phải lấy chìa khóa. Tuyệt vời. Má ông già này trong video lần này điếm nha má.
hơi điếm đấy. Trời ơi, chắc là hận mình lần trước video trước hại ông ấy vỡ mồm mấy lần, chắc là ông giờ cũng cay mình ấy, nguy hiểm quá. À, bà đi ở dưới. Omae no hoshii mono wa nan da? À, Granny. Ông nội, xuống đây. Bà ra đây. Ông nội chú cười. Nhà chìa khóa. Giờ đi ra. Kìa rồi. Giờ mình chỉ việc vứt hai đồ xuống thôi. Giờ sau đó ta sẽ ra giết con mặt nờ kia để lấy chìa khóa bắt Lucky. Điểm gì đây? Nếu như mọi người không biết ấy, thì khi mà ta ngồi ấy, thì hai ông bà sẽ phải đến gần mình hơn để đập hơn là việc ta đứng. Đó là một cái đúng hơn là một cái tip để mọi người giảm tổn đánh hai ông bà. Úi giời, làm gì nhau? Đó mọi người thấy không? Là hai ông bà phải đến gần mình hơn thì mới đập được mình. Hai ông bà phải đến rất gần, khi mà mình ngồi ấy, thì hai ông bà phải đến gần rất gần mình thì mới đập được. Không, chứ còn nếu như mà mình đứng thì mình chết từ lâu ấy. Rồi. Vậy là ta đủ đấy. Alo, chưa đủ đâu. Còn kia. Xuống luôn. Hỏi bán ông già kia làm gì? Không lên chứ nhỉ? À, ông lên. Ông lên rồi. Ông đang lên. Đúng là có tai nghe trong đấy lợi thật mọi người ạ. Nó kiểu là mình thính hơn nhiều ấy. Ok. Ta phải lấy cờ lê đúng không? Đúng rồi. À không. Ông ấy đang ở đây. Tuyệt cả là vời. Mình sẽ giữ bà ở đây trước. Xử lý đẹp luôn. Mở cửa không vào. Định dướng lên mặt với tôi hả? Ông gà kia ra đây. Ông già giờ trứng to rồi. Chả biết sao mình cứ ngồi mình bắn hai con người này nó cứ bị mất đạn ấy mọi người. Nó cứ bị ghi vào bên trong người ấy. Trời ơi, lỗi thật. Rồi. Má ơi, di chuyển trong đây lù đù quá. Ngồi đúng là rõ lù đù thật. Mặc dù đã tăng tốc độ rồi nhưng mà cả giác nó cứ nhìn nó ngu gì. Rồi. Hai bài kia rơi. Bà Granny với chúng tôi. Ông già kia ra đây. À đây. Ông với chúng tôi. Ông một cái mặt đó kia. Và ngay sau đó là một pha lật kèo cực kỳ ngoạn mục đến từ vị trí của hai ông bà. Trả lại toàn bộ số hành mà Tú đã ban phát cho hai ông bà từ đầu game đến giờ. Oh my god! Khi này tôi ngủ rồi. Ông rồi. Không thể nào lấy lừa viên đạn. Mày xong rồi! Thôi! Name is John C!
giúp con mụ già anh đây. Ui, ông già đứng lên đây nhớ. Ý, mày quá. Rồi. Mấy người toang đi là vừa. Cả lũ, cả ba người các ngươi chết đi là vừa. Niệm đến ngày tan rồi. Còn lời gì chăn chối không? Con kia của rung chuông. Để chết chung cùng bài Li Granny được vừa. Granny, Granny. Ông già kia đây. Tôi sẽ tính sổ với ông. Ông già kia. À đây đây đây, đây. Bây giờ mới ra. Định lừa tôi á? Định lừa tôi. Ông kia mày, con mày lừa kia đây. Chị thấy khó rồi, hai người đấy cứ đến lần lượt, khó chịu thật. Kèo phai lai liền. Xôi ơi. Tướng chết rồi mà. Xôi phai lai liền. Bây giờ ta sẽ chơi như này. Ta sẽ cầm bình hoa ra đây. Ta sẽ lấy bình hoa đó. Ông Glan ba. Đi ra. Câu. Mình có đủ thời gian. Mình khoảng 10 giây là đủ. Nhanh lên. Kì kẹo quá. Cảm cũng bất ổn. Rồi đổ xăng. Giờ thì bị thư giãn thôi. Rồi. Ê bà Granny ơi, ra đây chơi đường cùng cháu nào. Bà Granny đang đến. Cũng ba la xì bùa. Ông ba la si bùa ma la ca la la ca la ca la 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 ca say liu liu.